Tiếp tục kế hoạch tuyên truyền chính sách pháp luật trong thanh niên công nhân, tối qua tỉnh đoàn Bình Dương đã tổ chức chương trình truyền thông tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy HIVS tại chi hội thanh niên công nhân nhà trọ Hồng Phúc thuộc địa bàn phường Tân Bình, thành phố Dị An. Chương trình truyền thông phòng chống tệ nạn ma túy HIVS đã diễn ra sôi nổi với sự hưởng ứng tham gia của hơn 50 công nhân đang sinh hoạt trong chi hội thanh niên công nhân nhà trọ Hồng Phúc. Nội dung tuyên truyền phổ biến quy định luật phòng chống ma túy năm 2021, nhấn mạnh về nguy cơ, tác hại của ma túy, cách nhận biết và phòng tránh hiệu quả. Qua đó giúp các bạn trẻ thanh niên công nhân nhận thức đúng, tích cực bài trừ tệ nạn ma túy HIVS trong cộng đồng. Khi mà được những cái buổi mà tuyên truyền về ma túy như này, thì bản thân em cũng như các anh chị em công nhân sẽ hiểu biết thêm về cái vấn nạn về ma túy nó như thế nào, nó ảnh hưởng đến bản thân, gia đình, xã hội mình như thế nào. Và bên cạnh đó thì mình cũng biết thêm được những cái cách mình phòng tránh, hoặc là ví dụ như bạn bè mình có thể là xa ngã vào con đường đó thì mình cũng có cách để mình khuyên bảo bạn bè, người thân, anh em bên cạnh mình. Qua cái chương trình này thì đoàn phường Tân Bình cũng như của thành đoàn Dĩ An mong muốn là truyền tải thông tin về phòng chống tệ nạn ma túy và tác hại của ma túy đến anh chị em công nhân, để cho anh chị em công nhân gắn bó với địa phương, phát triển kinh tế nhiều hơn. Khi mà những cái công nhân hiểu được ma túy là như thế nào thì trước hết là họ tránh được. Cái thứ hai nữa là khi mà họ lỡ họ sử dụng ma túy lần đầu thì họ có cái định hướng, họ có những cái, họ có biết được những cái nơi nào để mà họ hỗ trợ họ, giúp cho họ cai nghiện được một cách thành công nhất. Có thể nói tệ nạn ma túy đang là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Trong đó có không ít thanh niên công nhân vướng vào tệ nạn này, để lại những hậu quả nặng nề cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Chính vì vậy, việc tăng cường công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức sẽ góp phần giúp người dân, đặc biệt là thanh niên công nhân hiểu rõ hơn những tác hại của ma túy và ngăn chặn phòng ngừa hiệu quả.